có một rừng lim xanh hàng trăm năm tuổi. Những thân gỗ lớn, ba sải tay người ôm là tài sản vô giá, báu vật của dân làng Cao Lan. Từ xưa các cụ già có truyền đã bảo là con cháu không được vào chặt phá, vâng, để bảo vệ, để có cái rừng đẹp và lại có cái miếu ở đấy là nó rất thiêng. Được gìn giữ bằng những hương ước và là điểm đến về du lịch sinh thái trong tương lai. Mời quý vị cùng VTC 16 về bản Đá Húc Bình Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang trong chương trình Chuyện của làng phát sóng 10 giờ 20 phút thứ bảy, phát lại vào lúc 20 giờ 30 phút chủ nhật tuần này trên kênh VTC 16.